tỉnh nè. Thôi ra đi. Mày nói lại coi, mày yêu mày sao? Ôi mẹ ơi, không tha cho mày đâu. Tôi bị công tình nhiều. Nó đánh mình. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với màn trôn tiếp theo của game. Lâu rồi không có bị đánh gỡ đòn các bạn ạ. Đấy, nên là hôm nay tiếp tục phải làm clip trôn để được ăn đánh chơi vậy đó. Mình có một niềm đam mê là được ăn đánh. Mình có một niềm đam mê là được ăn đánh. Mày bị điên à? Lâu không bị ăn đánh là hơi ngứa người. Các bạn thấy hôm nay mình đẹp trai không? Đấy, xoăn này, tóc xoăn xoăn, đồ xoái ca giống như Hàn Quốc, Hàn Xẻng gì đó. Xoăn hơi có lố đấy mọi người ạ. Giống cái tô mì á. Không sao, tô mì cũng càng tốt nữa. Tô mì này là trường tồn mãi mãi. Tô mì không bao giờ hết, khi nào đói có thể lấy ra ăn nha các bạn. Tô ok, mì không có nói tôm. Nhiều lằng ngoằng lằng ngà nữa. Bảo thẳng vấn đề luôn này, hôm nay mình sẽ chôn con sư tử bi nhà mình, là mình thử giả vờ sử dụng Mai Thúy xem phản ứng của con sư tử bi nhà mình như thế nào nha các bạn. Đấy, đấy, trên tay mình đang cầm bọc bột mì nha các bạn. Đây là một tờ tiền, mình thấy trên phim người ta hay dùng cái tờ tiền cho người ta đổ bột mì ra, người ta hít hít á. Nên là mình bắt chước theo các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đổ bột mì ra đây nha. Từ khi uốn tóc xong ra rồi ai cũng có hết trơn. Rồi, chú nhìn thấy người này ta thì đúng trai em. Rồi sao á? Nhìn giống như bị điện giật á, quăng tùm lum chỗ nha. Nghiêm cấm các bạn không nên thực hành theo clip nha các bạn. Bởi vì cái bột này nó dễ hít vào, nó rất dễ bị sặc. Bây giờ mình sẽ phải giấu nó đi. Đó, mình sẽ giấu nó trên cây. Người giấu rất là kỹ. Không ai biết hết trơn. Hít thử em coi coi. Đấy. À, bây giờ mình sẽ làm thử nha. Rồi, hít thử rồi. Chắc là như này quá. Cái này gọi là chơi ngu có tiếng. Ờ mẹ nó. Bột vô trong hết trơn rồi. Bây giờ mình trừ kiểu giả bộ thôi. Giả vờ thôi các bạn. Ừ. Chứ hít cái này vào là mẹ nó thông xuống mũi, nó nghẹt thở chết cha luôn á. Nó bay xuống lỗ đít luôn á. Cái đó là chị tỏi rồi. Không quá. Mà lần đầu tiên em thấy có người hút mà để lên cái dĩa nha. Ủa? Người ta để lên giấy không à. Bây giờ mình thử để lên lá đi. Ê không sao. Như kiểu là vừa bị dụ dỗ, ai đó dụ dỗ không à, cho xài lần đầu tiên xài không biết xài để vô đĩa đại vậy đó. Thở này. Ôi. Đó, y chang thèo luôn các bạn. Ok, bây giờ xù đi chạy về phô với Bi đi. Ok. Chạy về phô Bi đi, chạy về bảo là chị hai ơi, chị tuyết làm cái gì ở ngoài, chị cầm cái đĩa gì, chị hít hít xong chị ngáo ngơ gì, chị chơi Mai Thúy cái gì á. Chị ra lại lên, đi lại lên. Ok. Lại lên, chạy lại lên. Chị hai ơi, chị hai ơi. Chị hai. Chị Tiên thằng Đặng á, chị Tiên thằng Đặng á, hít cái gì á mà trong cái dĩa có cái màu trắng trắng. Cái cầm cái tiền á chị cuộn lại, cái gì hít vô cái chị cứ đứng nhảy, cái chị nói là bay. Rồi chị còn rủ em bay chung với chị nữa. Chị làm cái gì đằng đẵng á mà chị cứ hít cái đó vô rồi chị ngông nhìn chị kỳ lắm. Chị chang như bị phê cằn nhé. Lẹ. Thôi đó chị kìa hai. Chị làm cái gì mà chị? Tất cả. Trời ơi. Hồi nãy em cũng không biết nữa. Hồi nãy em đang đi chơi á, cái em đi ngang qua cái em thấy chị Tiết cầm cái dĩa đó mà cái bột trắng bóc trọng, cái tiền chị hít vô, cái chị bye mà chị còn rủ em nữa. Em không biết chị làm gì luôn á. Em cũng không biết luôn, đâu ra cái dĩa với cái bột đó. Rồi giờ sao? Trời ơi mày nói mày chứ chơi. Chết liền. Trời ơi, mày hút hay là bò hút mà cái đường bự vậy vậy nè. Được rồi. Ủa? Ủa sao chị dính trên mặt mà chị không bị giống chị Tiết? Tao có dám thở đâu. Cá mập. Được rồi. Đi vào mày con, đi vào mày tao lấy mày. Mày cầm thấy tao coi. Không. Đi coi. Mày.
đừng có thở nghe, đừng có thở. Đừng có thở, thở là dính đó. Thở bằng lỗ dưới đi, lỗ dưới đâu? Hả? Hỏi nè, ai? Ai ai chỉ em chơi? Muốn bay không? Bay. Muốn bay không? Ai chỉ em chơi vậy? Kêu đứa nào bay chung đi. Đứa nào kêu em bay? Đứa nào kêu em bay? Kêu em bay. Á à, đồ cái gì nữa đây trời, quách được quá. Em đi chơi. Đứa nào chỉ em bay? Trời đất ơi, cái gì vậy? Không liên quan tới em. Mày hả sồ? Ôi trời đất ơi, vì sao em đụng với ba này? Mày cho nó chơi. Trời đất ơi. Mày mua đâu? Trời đất ơi. Chị nghĩ chị đang bị cái đó rồi. Chị muốn nói ai? Chị nói em là một đứa con ngoan hiền ở trong nhà. Chị nghĩ sao hả hai? Nó mà bị vậy rồi thì tao cũng thua, tao quỳ mày luôn. Em có liên quan gì với chị đâu. Trời ơi trời, không tin tôi quá trời, tức cái trời. Mày mà mày đã thừa nó rồi, nó đã thừa mày. Chị đang bị ngáo sao biết được. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ô đứa đực. Mày đợi đó tao xuống đây chúng ta bắn chết mày. Thôi rồi bắn ai. Rồi. Bắn. Cha cái ông nội này. Tao cứu mày nãy giờ tao mày thử nha. Máu. Mày bắn ngu quá đừng. Mày bắn thằng khói tao đập chết cha mày. Thật rồi. Tao thua rồi. Em cũng thua luôn. Làm gì vậy? Cái này nó chơi đi khoai nhiều quá nè. Rồi. Yeah, boy yeah, boy yeah. What? Boy yeah. Tại sao mày lại cho nó chơi liều nhiều dữ vậy hả? Em đâu có cho. Em đi chơi rồi em thấy chỉ cầm cái dĩa thôi mà. Em không liên quan luôn á trời. Tao điều tra cho được đi rồi đứa đó biết tay với tao. Bây giờ mày đi kiếm cọng dây gì cho tao đi. Bà nội mày chứ bướm. Bỏ ra. Mày cho tao bay. Thôi được rồi. Bỏ ra cho tao bay. Mày đi kiếm cọng dây cho tao đi. Nó đòi bay ngồi tao mệt quá. Bỏ ra. Giờ tao kiếm cọng dây trong khi nguyên một cái bãi cây vậy rồi dây đâu hả? Chết mẹ tôi quần. Đây. Bay ông nội mày chứ bay. Dây nè hai. Chó chị đâu vợ? Trời ơi. Chị bắt ăn cướp, chị bắt dân nghiện vậy là chết nè hai ơi. Em bó tay. Mày dùng giáp loại gì? Tại sao mày trâu như vậy? Em đợi em nói cha mẹ nha. Trời đất ơi. Chỉ vô mặt mày không luôn. Rồi mày nói đi cho cha mẹ quýnh mày á. Mày em không có liên quan luôn á trời. Không tao bắn mày chết. Mày phải giới không tới mày ơi. Mày đứa kia. Cứu tao đi. Mày đưa tay cho tao ơi. Bắt tao rồi mày đứa kia. Sao đừng chơi mày mày. Cầm súng lên. Bắn chết nó, cứu tao đi. Đây đây. Mới được kia. Cứu tao. Tao bị địch bắt rồi. Địch bà nội mày. Mày mau thả tao ra. Thả tao ra mau lên. Giờ sao? Thả tao. Em nhìn bên đây đi rồi đi cột bên đây được. Thả tao ra. Thả tao ra. Cầm rồi. Rồi bàn tao sẽ không tha tao tụi bay đâu. Tao thả tao ra đi. Mày gánh mấy rồi? Mày gánh gì rồi mà mày nói hoài vậy? Tăng đồng rồi. Cứ nhỏ thôi à mà cũng mà đã. Bánh chết mày. Thích mấy cái đồ quỷ đồ yêu. Nhưng mà bạn tao đông. Vậy hả? Tao ra. Sao mày gánh gì? Tao tăng đồng đó mày. Bạn mày gánh gì? Đồng luôn. Trời đất ơi. Thò tao ra. Nó đến nó bánh mày chết. Lại cứu tao coi. Nó bạn thôi. Tí hoàn nàn không cứu. Nó xóa kết bạn rồi. Tao vừa bơm máu cứu mày xong. Mày xong. Mày lại bỏ tao. Nó xóa kết bạn rồi. Thả tao ra đi mà hồi tao cho mày kim cương. Tỉnh chưa? Thả tao ra. Tỉnh chưa? Tao bắn chết đúng mà anh tao đã. Tỉnh chưa? Thả tao ra. Thì tỉnh chưa? Hả? Cái thằng mày kia. Mày thả tao ra. Bạn tao sẽ không tha cho mày đâu. Mới rồi. Mới rồi bắn bạn xong giờ đòi
đòi mới đòi bắn bạn xong giờ nói là bạn tao không tha mày đâu. Tha được tao không tha cho mày đâu. Tha hả mày, tha hả mày. Tha hả mày, súng. Súng, súng hả? Trời trời. Nhéo lỗ tai. Ai chỉ chơi. Chết tao không khai. Nào chỉ cho mày hít ra cái tàu lao bất xế vậy. Rồi mày ngu. Thằng nào chỉ mày. Thằng chế xong cái gà con cá mập. What? Nói gì à? Ủa đang nói gì vậy? What the fuck? Cá mập. Thằng cá mập. Thằng cá mập. À cái thằng đó nó tên là cá mập. Nó đặt tên là cá mập. Mày không thả tao ra nó sẽ bắn cắn chết mày. Cắn. Cắn. Thôi cái ca này bó tay rồi. Không có còn cách nào đâu. Giờ bây giờ mày dài đẳng mày lấy cho tao nguyên một cái thau nước đi. Ok. Thằng cá mập nó xóa kết bạn rồi. Nghỉ chơi nó đi. Yes sir. Lần này chị chết chị rồi chị tiếc ơi. Cha cầm cái giùm con, cha cầm cái giùm con. Đi Thanh, đi. Ai ơi? Ê, người yêu tao không tha cho chúng mày đâu. Người yêu mày của mày là ai? Người yêu tao mập nghệt. Mập nghệt. Người yêu mập thằng nào? Nó khỏe lắm. Đi anh, đi anh Thanh, đi anh Thanh. Liên. Tên gì? Hà sư tử. Nó cắn chết mày luôn. Không. Hả tao ra đây. Sư tử hả mày? À, sư tử hả mày? Mày mập địch chưa? Mày không có mập địch bằng người yêu tao đâu. Mày đừng có cà chớn. Trời ơi. Mày gian quá ha, mày gian quá ha. Mà nó, người yêu tao mập địch. Nó lấy thịt nó đè chết mày. Nó lấy cái mông của nó đủ đẹp. Đẹp cái đầu mày rồi mày tin không? Mày dụ hóa giống mấy sống tao nữa. Nháo mà vẫn không quên mấy sống tao. Nó địch một phát mà đầu tao xanh này mày phải biết sao rồi đó. Nó địch một phát mà đầu tao xanh này mày phải biết sao rồi đó. Trời ơi, chết rồi. Thôi xong rồi. Sao không thể tha nữa, mày tỉnh không? Không tỉnh nè. Thôi ra đi. Mày nói lại coi, người yêu mày sao? Ôi mẹ ơi. Không tha cho mày đâu. Tôi bị công tình yêu. Nó đánh mình. Trời ơi. Mày sẽ mét người yêu tao. Tao ở đâu đó. À, con mập đất. Thôi toan rồi. Tao ở đâu đó. Trời trời ơi, tao gan với trời. Mày he, mày tỉnh đi rồi mày biết tay tao mà mày không tỉnh. Tao vẫn bác mày. Nghe. Mày tỉnh chưa? Mày tỉnh chưa? Bỏ tao. Ê, chị Hai ơi. Em biết cách này cho chị tỉnh nè. Chị lấy cái bấm guốc chị chét cho cái họng của chị á là chị tỉnh liền à. Một, ê, không, không, lấy nhiều nhiều lên một bịch á, đổ thẳng vô cái mặt luôn. Hả họng của chị ra đổ thẳng vô á, đảm bảo là chị tỉnh liền. Được á. Đi, 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 đi. Đi, 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 rồi, đi, rồi. Tình ơi, em tình ơi, cười cho em đi. Chị Hai ơi, chắc là chị nghe được cái cụm từ mắm tôm cái chị tỉnh á. Ờ, thả ra đi. Tỉnh chưa? Một cụm từ phi diệu. Ơi, bỏ ra đi, sao mọi người cho em. Cho em ra. Thả em ra đi, trời ơi, đau quá. Thôi tự nhiên anh cho em. Dạ, Ken, mày bước ra đây. Cho anh đánh em. Làm gì em hả? Mày thuật lại đi sâu. Chị Tiết hồi nãy nói là chị Hai không bằng một góc. Người yêu của chị đó chính là chị Hai. Trong lúc chị đang mơ màng và chị nói là mập địch, một bên đích của chị Hai có thể đè bẹp cái đầu của chị Hai. Một bên đích của chị Hai có thể đè bẹp cái đầu của chị Hai. What? What the fuck? Chị Hai địch một cái là cái đầu chị Tiết quắn luôn.
mày gì đây? Không biết đặt tao. Không biết nữa, anh chơi giờ hả? Chơi giờ. Ai đưa cho mày cái dĩa đó mày chơi? Ai đưa đồ cho mày chơi? Chơi gì? Đâu biết gì đâu. Chơi em vừa góp tay. Chơi em chơi đi, chơi gì? Mày tự đi mua đúng không? Em chơi đó. Khai hạt đi bạn Hiền ơi. Tao không có chơi mày. Khai không? Em có làm gì đâu. Nhìn ra, hai chị Trang hắc mặt vô thường á. Người trắng bóc, người đi người lùi. Anh chơi đồ em trời. Trời, nói tao ngáo hả? Chơi mặt anh tụng. Ai đưa mày chơi? Chơi gì đâu trời. Mày đừng có xạo em chưa. Ai chơi gì đâu. Về với tao, tao về tao chối mày. Tao lui em ra đây chối. Anh đâu quá luôn. Tao chối mày luôn, tao chối mày ha. Một tháng trời tao mới mở mày ra cho mày dám chơi. Ai luôn chơi những thứ này. Ai làm gì đó. Mày dám chơi mấy cái thứ này hả? Chơi, chơi gì chân á. Nghe mày khai mày cũng không khai. Lấy bấm tôm nhất họng chị hai ơi. Ok. Đi thôi. Lấy bấm tôm nhất họng đó. Nhanh lên. Không, không, đừng. Tao không có nhận, tao không chối mày. Chơi, chơi. Sao? Chơi. Ai cho? Chơi vui lắm. Em chơi cái gì? Em chơi cái gì? Đi về chơi chung. Vui lắm, chơi chung nè. Tắm nè, thằng một bịch luôn. Trời ơi. Trời ơi. Tiền đâu mà mày mua? Tiền ở đâu mà mày mua? 10 ngàn một bịch. Tại sao? 10 ngàn một bịch chơi tới. Tới năm luôn. Bịch dây, bịch dây. Bịch bịch mày. Nhà mua bịch. Đi về nhà cùng chơi. Ôi em chạy trước đây. Trời ơi, trời ơi. Mới gặp một bịch. Tại sao dám chơi mấy chơi vơi vậy hả Ken? Mở nguyên một bực mì ra, đúng coi, đúng coi. Rồi luôn. Giỡn mày giỡn mày ơi. Trời ơi, chơi vơi quá. Mày trời ơi. Kiểu này khỏi đi dụng tóc luôn chị Tía ơi. Ôi ơi. Ôi. Đó. Anh đánh thấy người ta bị anh đánh chưa? Thấy hả dạ chưa? Suốt ngày đi xui người ta chôn. Không chơi mấy người nữa, về tắm đây. Rồi thấy rồi. Cái đầu này chắc sình luôn quá. Dây mày lấy đâu à? Hả? Em lấy trong xe đẩy á. Cầm mấy thao về. Ôi chết rồi, cái chú đó lấy xe đẩy đi đâu rồi? Nhà không? À để vô trong cái cửa. Rồi cái đầu này về sình chết chị Tiết ơi. Cho anh mà không biết suy nghĩ. Cái gì? Mời cái mọc nó ra chi vậy? Anh biết đâu. Trời ơi. Chơi chung rồi đó. Cho phê chung rồi đó. Người yêu của tao hả? Một bên đít cho đủ đè bẹp cái đầu của mày coi. Người yêu tao hả? Đít cái. Người quá. Người yêu tao hả? Địch một cái thôi. Trời ơi, mẹ ơi.